Xin chào anh em, nay Alophone lại về thêm một mẫu cảm ứng, đó là điện thoại Oppo A57. Cái này thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách sử dụng và đi vào cái phần chi tiết của máy. Ở đây thì chúng ta sẽ có một, như thường niên thì chúng ta sẽ có một cái thẻ bảo hành bên trong hộp hàng. Nó sẽ có địa chỉ bên mình đang bán hàng này, 304.4A đường Trường Chinh, quận Tân Bình, Sài Gòn nha. Anh em phải liên hệ số điện thoại là 0967 59022 đặt mua hàng. Ở đây thì mình sẽ có một cái máy của nó là sẽ gồm 3 màu, đó là màu hồng. Cái này màu hồng nhạt thôi nha, chứ nó không có màu hồng đậm. Ở đây thì nó có màu vàng nhạt và một cái máy nữa là màu đen. Màu đen thì mặt lưng sau nó đều màu đen. Như các bạn biết từ những năm 2016-2017 thì cái sản phẩm F3, Oppo F3 này nó bán là đi kèm cho chúng ta một cái miếng dán màn hình và một cái ốp lưng. Ở đây chúng ta sẽ có một ốp lưng. Mình thì mình đa phần là mình không có dùng ốp lưng tất cả các loại máy luôn. Đây, miếng nhựa ở giữa của nó này, chúng ta sẽ không phải là miếng nhôm nha. Cái máy này thì nó là nhựa và cái biểu tượng logo của nó Oppo này các bạn nhìn đi nhìn lại. Máy này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn sử dụng. Ở đây thì chúng ta sẽ có khe chọc sim. Khe chọc sim chúng ta gắn được hai sim, sim 1 và sim 2 vào cái thẻ nhớ. Đây là nút bật công tắc bật nguồn này, nút home. Cái này là jack tai nghe sạc. Máy này thì mình chỉ bán kèm theo là sạc thôi nha, không có tai nghe. Hai bên của nó là tăng giảm âm lượng. Bây giờ là mình sẽ đi cùng cái máy này thử xem các bạn. Đây là cái máy này, các bạn nhìn thấy cái độ tương phản của màu sắc của nó cực kỳ đẹp. Hàng Oppo hay Vivo hay Xiaomi đó. Oppo thì đa phần là cái màn hình của nó thì tuyệt đẹp luôn. Mình sẽ cùng thử cho các bạn chức năng của nó. Đây là cái mật khẩu mình bên tay của mình thì nó bị mòn nên là mình không có làm được. Bên tay mình bị nước nên là không có sử dụng bằng vân tay, hoặc là các bạn sử dụng bằng vân tay đều được nha. Cảm ứng một chạm rất là nhẹ. Mình sẽ cùng thử cho các bạn xem này, vào phần cài đặt. Các bạn là dấu tay và mật khẩu này, các bạn dùng tạo. Rồi, các bạn sẽ cài đặt khóa phím, cứ ở trong này hết luôn. Cài đặt dấu vân tay. Mình sẽ cùng chỉnh cái độ sáng nó hết cỡ hoặc độ sáng tự động ở trong phần này luôn nha. Giới thiệu về điện thoại này, mình sẽ zoom gần cho mọi người thấy. Tên thiết bị là Oppo A57, phiên bản của nó này, phiên bản Android của nó là 6.0.1, bộ xử lý của nó là Qualcomm. Ở đây là RAM của nó là 3GB và ROM của nó là 32GB. Đây rất là đầy đủ nha. Máy ảnh của nó ở đây thì chúng ta sẽ có được cái máy ảnh camera trước của nó là 16 megapixel và camera sau của nó là 13 megapixel thôi. Đây, chụp ảnh rất là nét nha mọi người. Thường thường các chị em thì hay thích chụp bằng Samsung hoặc Oppo hơn, còn không thích chụp bằng iPhone. Hoặc iPhone thì chúng ta phải có cái phần mềm làm đẹp thì mới dám chụp, chứ cái này thì chụp nó rất là sắc nét. Nên là đa phần là anh em sẽ chọn những cái dòng máy dùng hệ là hàng Android nha. Cái này thì các bạn đã thấy cái mấy cái game này rất là hay nha, mọi người có thể tải về chơi. Cái này là game của tầm 5-6 năm trước rồi nhưng mà vẫn hay nha mọi người. Mọi người có thể cho trẻ con chơi hoặc là mình chơi trong lúc thư giãn. Chơi rất là hay luôn mọi người. Cái này RAM của nó là 3GB nên chúng ta có thể chơi những cái game nặng luôn, không cần phải chơi những game nhẹ này. Alpha 8 thì mình sẽ chơi cho mọi người xem. Máy này nhắc lại là sẽ có 3 màu nhé, đó là màu đen, màu hồng và màu vàng nhạt. Màu hồng bên mình sẽ bán nhiều hơn, nó hơi nghiêng một chút vào hồng thôi mọi người, chứ không có phải là hồng quá, hồng đậm. Đấy, mọi người thấy chơi sắc rất sắc nét. Cái này là những cái tựa game từ 2012. Tại vì thời hồi đầu mình mới vào Sài Gòn thì đã có cái game này rồi á. Mình hay chơi với cháu mình nên là mình rất là nhớ, rất là rõ. Đó, chơi những tựa game nhẹ như vậy cũng được. Hoặc là chúng ta sẽ tựa game nặng như kiểu là game Free Fire hay Liên Quân, mình chưa có tải vào đây. Nên là anh em nào muốn chơi thì có thể tải về để chơi nha. Tại những cái game đó thì nó hơi nặng thì chúng ta sẽ phải đợi nó load rất là lâu. Nhưng bù lại thì chơi rất là giải trí, rất là khoái. Đây thì mình không hay chơi game như mọi người nên là không có đủ thời gian đó. Nên là mình không có am hiểu nhiều về game. Anh em nào mà thích chơi game thì chúng ta sẽ về chơi.
Đúng chứ. Mình rất là hay xem những cái TikTok này hoặc là Bigo Live cái thứ xem rất là hay. Live stream bán hàng mọi người. Đó, âm thanh nó rất là hay nha mọi người. Đây là Bigo Live nha. Bigo. Còn cái Facebook, Zalo, thứ nói chung mấy cái trò này thì dễ quá rồi. Nó không có gì làm khó được chiếc điện thoại RAM tới 3 GB này cả. Thế chắc là trò này chắc là mọi người cũng biết rồi. Xem YouTube thì cực kỳ nhanh và loa rất là lớn, màn hình nó full, rộng được, các bạn thể xem rất là dễ. Mình rất là xem hay xem cái chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò này. Cái này là người lớn hoặc là người già xem đều được. Rồi, nếu mà anh em là muốn mua cái điện thoại để về chơi game là một, và chúng ta có thể chơi game chụp ảnh, thì cái điện thoại là đáp ứng đầy đủ nhu cầu cho mọi người. Hiện tại thì mình đang thấy mọi người đang mua cái máy, bán cái máy này bán sỉ cho về cửa hàng là 1,3 triệu, 50.000 hay là 80.000 gì đó. Cái này mình vẫn lẻ cho mọi người, vẫn vẫn mua về sử dụng luôn, là cũng bằng giá bán sỉ luôn nha, là 1,3 triệu 50.000, thì sẽ biến động theo giá theo thị trường, tùy theo lên hoặc xuống thì nó sẽ lên xuống tầm 50-100 thôi. Thì hiện tại bên mình đang bán những thời điểm đầu là có 15 cái máy nha, thì có 20 cái máy thì bán cho cửa hàng 5 cái rồi, mình chỉ quay video 15 cái là hết luôn, mình phải nhập những lô sau. Tạm thời giá của nó là 1,3 triệu 50.000 nha. Anh em nào truy cập tới website mình đang bán là alophone.vn để đặt hàng. Cảm ứng mượt, màn hình đẹp, RAM 3 GB, chơi game hay, loa ngoài lớn, bảo mật cao bằng vân tay. Rồi anh em nào muốn mua thì hãy liên hệ theo số điện thoại với mình nha. Xin chào và lại video tiếp theo. Nếu mà anh em nào chưa like, chưa theo dõi kênh của mình ấy, thì các bạn hãy cho mình một like nha, hoặc là lượt theo dõi. Xin chào và lại video tiếp theo.